Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong những năm gần đây, Hưng Yên đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp khoảng 880 tỷ đồng, tương đương 38,2 triệu đô la Mỹ vào ngân sách nhà nước. Những yếu tố nào giúp Hưng Yên trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư? Hưng Yên sẽ có những chính sách gì để hỗ trợ kịp thời hướng tới đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư vào địa bàn? Câu trả lời sẽ có trong mục Chuyện từ Phú Hiến của tạp chí Kinh tế Phú Hiến trong ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Dự án xây dựng tuyến đường DT378B, hay còn gọi là tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, có tổng mức đầu tư là 9.275 tỷ đồng, đi qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Thời gian thực hiện từ năm 2023 tới năm 2027. Tuyến đường có điểm đầu trên đường DT378, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Điểm cuối giao đê tả sông Hồng tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Tổng chiều dài là gần 56 km. Dự án nằm trong kế hoạch xây dựng và phục hồi Phú Yên xưa thành một khu du lịch lịch sử văn hóa quy mô lớn, đồng bộ và độc đáo. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2023-2025: củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.000 thành viên lao động nữ. 100% nữ quản lý của các hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tư vấn thành lập 3 hợp tác xã mới do phụ nữ tham gia điều hành. 100% cán bộ hội làm công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được tập huấn. Giai đoạn 2025-2030 tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.100 thành viên lao động nữ, tư vấn thành lập 5 hợp tác xã mới do phụ nữ tham gia điều hành. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức thanh tra kiểm tra 47 bến bãi, trong đó có 4 trường hợp bị xử phạt, tổng số tiền xử phạt 16 triệu đồng, đình chỉ 17 lượt phương tiện vi phạm do hết hạn đăng kiểm kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thu hồi một quyết định hoạt động bến theo quy định và tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông Mai Xá. Lý do, Ủy ban nhân dân xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ chấm dứt hợp đồng thầu bến với chủ bến, đình chỉ hoạt động 4 bến do không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có văn bản chỉ đạo về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023, năm 2024. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, kịp thời báo cáo Thủ tướng những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng điện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm chỉ đạo xây dựng kế hoạch xả nước đổ ải từ các hồ chứa thủy điện lớn phục vụ cấp nước vụ đông xuân năm 2024 theo hướng tiết kiệm tối đa và hiệu quả, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 11 năm 2023. Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục phát hành 10.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày theo cơ chế đấu thầu lãi suất. Trước đó, trong 2 ngày liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước cũng đã phát hành thành công gần 20.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày. Ngân hàng Nhà nước đã mở lại kênh hút tiền qua tín phiếu sau hơn 6 tháng tạm ngưng. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dư thừa và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng liên tục duy trì ở mức thấp kỷ lục, hút dòng gần 30.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống ngân hàng thông qua kênh tín phiếu. Điều này sẽ góp phần ổn định tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng, vốn đang chịu áp lực lớn. Theo khảo sát tại các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, giá rau xanh tăng từ 20 tới 30% so với nửa tháng trước, nhiều loại tăng gấp rưỡi. Cụ thể, rau muống từ 5.000 trên bó tăng lên 7.000 trên bó, cải ngọt, cải ngồng, cải chip 15.000 đồng trên kg tăng lên 25.000 đồng trên kg, bắp cải từ 15.000 đồng trên kg tăng lên 20.000 đồng trên kg, mướp từ 8.000 đồng trên kg tăng lên 15.000 đồng trên kg, dưa chuột từ 10.000 đồng trên kg lên 15.000 đồng trên kg, hành lá từ 30.000 đồng trên kg lên 40.000 đồng trên kg. Theo một số tiểu thương, việc mưa lớn kéo dài đã làm hỏng, dập một số loại rau xanh, từ đó ảnh hưởng đến giá rau tại các chợ truyền thống, dân sinh trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Thu hút đầu tư nước ngoài được xem là điểm sáng tại tỉnh Hưng Yên, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước và là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, liên thông trong kết nối vùng, môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư,
Hưng Yên đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản. Đến nay, các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản đứng đầu về số dự án đầu tư nước ngoài với 173 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Hiện có 169 dự án FDI của Nhật Bản đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 3,258 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho khoảng 45.000 lao động, đóng góp ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 1.407 tỷ đồng, tương đương 45,5 triệu đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 880 tỷ đồng, tương đương 38,2 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023 đạt khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Nhật Bản như máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, hàng dệt may, nhựa, thiết bị sản phẩm dân dụng và nông sản, hóa chất các loại. Tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức tại Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên khẳng định: Tôi xin rất trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của các bộ ngành trung ương, các nhà đầu tư Nhật Bản luôn đồng hành và cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong suốt thời gian qua. 2 năm vừa rồi thì chúng tôi đã giải phóng khoảng gần 2.000 hecta để có mặt bằng sẵn khi các nhà doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại Hưng Yên. Khi các doanh nghiệp về sản xuất ở các khu công nghiệp này thì đảm bảo lưới điện cung cấp thường xuyên và cung cấp lưới điện 24/24 và không để thiếu điện, tạo điều kiện tốt nhất để cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh. Hưng Yên của chúng tôi có khoảng 1.400.000 dân và trong đó lực lượng lao động khoảng trên 700.000 lao động, và đặc biệt là chúng tôi đây có 26 trường đại học và cao đẳng dạy nghề để sẵn sàng để đào tạo nguồn nhân lực khi mà các doanh nghiệp về đầu tư tại Hưng Yên có nhu cầu về nguồn nhân lực đào tạo đã qua đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Hiện nay là đang triển khai khoảng 450 hecta để đáp ứng các cái nhà công nhân tại các khu công nghiệp. Chúng tôi luôn luôn cam kết là đồng hành, chia sẻ cùng với doanh nghiệp, giải quyết được tất cả những khó khăn của doanh nghiệp khi tới Hưng Yên sản xuất và kinh doanh. Hưng Yên cam kết sẵn sàng lắng nghe tâm tư của doanh nghiệp, quyết liệt triển khai chính sách hỗ trợ công nhân và doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính theo hướng hỗ trợ và phục vụ nhà đầu tư vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ rằng sắp tới, không chỉ có Nhật Bản, mà sẽ có rất nhiều các nước châu Á sẽ đầu tư vào Việt Nam, trong đó có Hưng Yên. Chúng tôi mong muốn Hưng Yên không chỉ quan tâm tới các dự án lớn, mà sẽ đón nhận cả những dự án vừa và nhỏ của các doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết sức để các doanh nghiệp của mình có thể mở rộng quy mô đầu tư sản xuất tại thị trường Hưng Yên. Vừa qua, Hưng Yên đã tổ chức hội nghị gặp mặt tri ân các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên đã có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội nghị này nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mời gọi nhà đầu tư Nhật Bản vào Hưng Yên phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời là cơ hội để các nhà đầu tư, các cơ quan đơn vị liên quan chia sẻ về môi trường đầu tư tại Hưng Yên và thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên đối với các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư tại Nhật Bản chia sẻ những kinh nghiệm trong việc hợp tác cũng như môi trường đầu tư kinh doanh tại Hưng Yên. Doanh nghiệp của tôi chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Chúng tôi đã có mặt tại Hưng Yên từ năm 2017. Chúng tôi quyết định đầu tư tại thị trường Hưng Yên bởi yếu tố con người. Hưng Yên có nguồn lực dồi dào. Hiện nay, Hưng Yên đã thành lập được thêm rất nhiều khu công nghiệp. Môi trường đầu tư đã cải thiện hơn trước. Sắp tới, chúng tôi đang có kế hoạch mở thêm một nhà máy điện tử viễn thông tại Hưng Yên. Chúng tôi rất hoàn toàn là hài lòng với cả chất lượng của chính quyền tỉnh Hưng Yên, luôn luôn cố gắng tìm hiểu những cái khó khăn, đồng thời tìm ra những cái giải pháp để giải quyết những cái khó khăn đó của các cái doanh nghiệp Nhật Bản. Bên cạnh những thuận lợi, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng chia sẻ một số những khó khăn mà Hưng Yên cần khắc phục để cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn.
Hưng Yên có vị trí thuận lợi giáp với Hà Nội. Hiện nay, giao thông đã thuận tiện hơn trước kia. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn các cấp chính quyền của Hưng Yên tiếp tục đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng. Nguồn lao động của các bạn đã có, nhưng lao động trình độ cao lại không nhiều, cũng gây khó khăn cho công ty trong quá trình sản xuất. Chúng tôi mong muốn Hưng Yên sẽ dành chính sách ưu tiên hơn nữa đối với các doanh nghiệp Nhật Bản để thu hút thêm các nhà đầu tư trong tương lai. Trong cái chia sẻ của các doanh nghiệp vừa rồi, các anh cũng thấy đấy, họ cũng đưa ra một số cái khó khăn mà họ đã nhìn thấy trong cái đợt vừa qua, và cụ thể là ví dụ như thiếu điện chẳng hạn, thì những đó là một cái bài toán lớn và tỉnh cần phải phối hợp với cả trung ương để cùng chúng ta giải quyết. Và điều thứ hai nữa thì cái mà tỉnh có thể làm được là trực tiếp đến câu chuyện công tác lao động. Khi mà chúng ta thu hút được rất nhiều cái nhà đầu tư vào trong tỉnh ấy, thì cái nguồn lao động có kỹ năng sẽ là một cái yêu cầu cấp thiết của tất cả các cái doanh nghiệp. Với những nhà đầu tư lớn thì họ yêu cầu một lực lượng lao động có cái trình độ cao, và cái đấy sẽ là một cái mà chúng ta cần chú ý. Điều thứ hai nữa là mặc dù chúng ta có những vị trí địa lý ấy, có rất là gần với các tỉnh khác ở trong vùng, ví dụ như Thái Bình hoặc là Nam Hà, Ninh Bình chẳng hạn, đấy là những nơi cũng có thể cung cấp nguồn lao động cho chúng ta. Nhưng vấn đề ở chỗ là Hưng Yên làm gì để có thể nâng cao được cái tay nghề của người lao động và sẵn sàng cho những cái việc tiếp nhận những cái công việc mới, yêu cầu những cái kỹ năng mới. Với mong muốn giúp tỉnh Hưng Yên sớm cất cánh trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển bền vững, Hưng Yên coi trọng và kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư các lĩnh vực công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết sẵn sàng lắng nghe tâm tư của doanh nghiệp, quyết liệt triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, hướng tới đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư vào địa bàn. Qua hội nghị này, chúng tôi cũng được lắng nghe ý kiến phát biểu, đánh giá của đại diện doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh, về những vấn đề khó khăn mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong thời gian vừa qua. Theo ghi chép của tôi có 3 vấn đề. Một là vấn đề thiếu điện, hai là vấn đề liên quan đến lao động chất lượng cao, và cái thứ ba nữa là liên quan đến vấn đề về nhà ở xã hội. Thứ nhất là về thiếu điện. Khi vấn đề xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo ngay Sở Công Thương có văn bản đối với Bộ Công Thương, đối với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để giảm thiểu những tác động về cắt điện một cách không có kế hoạch đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Về vấn đề thiếu hụt lao động chất lượng cao, các doanh nghiệp hãy cho chúng tôi biết là các doanh nghiệp cần bao nhiêu lao động, cơ cấu lao động ra sao. Chúng tôi cần cái thông tin này để chủ động trong việc kết nối giữa nguồn cung lao động và cầu lao động, kết nối giữa cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhà ở xã hội. Những cái dự án mà đã nằm trong cái kế hoạch triển khai của tỉnh sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới. Làm sao mà đến năm 2025 ấy, mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng được trên 50% nhu cầu nhà ở xã hội của người lao động. Mọi nỗ lực cải cách của chúng tôi hướng tới ba cái nhất. Đấy là thuận lợi an toàn nhất, nhanh nhất và đáp ứng sự hài lòng nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Có thể nói là các nhà đầu tư của Nhật Bản đến Hưng Yên khá sớm và nay đã trở thành một đối tác đầu tư lớn nhất của tỉnh Hưng Yên. Chính quyền Hưng Yên cam kết nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, thông thoáng, hiệu quả và liên tục cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên để Hưng Yên thực sự trở thành điểm đến an toàn là sự lựa chọn hợp lý của các nhà đầu tư nói chung và các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng. Và chúng tôi cũng sẽ dành cho cái sự ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản ở mức tốt nhất trong khung ưu đãi được pháp luật quy định. Tới đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.